Vâng, xin được kính mời là một số thanh niên sẽ ngồi về hàng ghế phía sau, có thể dành chỗ cho có thể các cụ ông bà cô chú chúng bác đại diện tóc của gia đình nhà trai và nhà gái. Và cũng xin được đại diện kính mời. Giống sau khi phái đoàn của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đã có mặt tại trung tâm tổ chức ngày hạnh phúc của chú rể linh nghiệp và cô dâu Huyền Quế, cô đã ổn định số ngồi và vị trí tại tầng của mình. Thì cũng xin được kính chuyển lời mời của gia đình ông Sư và Kiều, cũng xin được chân trọng kính mời toàn thể các cụ ông bà cô dì chú bác, toàn thể các vị khách quý, chúng ta sẽ trở lại tham dự chính thức chương trình đại lễ thành hôn của chú rể linh nghiệp và cô dâu Huyền Quế. Xin được vui mừng đón tiếp toàn thể các cụ ông bà cô dì chú bác, các vị khách quý, có toàn thể cơ quan bạn bè đồng nghiệp của chú rể Đinh Nghiệp và cô dâu Hồng Quế đã trở về tham dự chương trình đại lễ thành hôn của Đinh Nghiệp và Huyền Quế, được tổ chức một cách trang trọng tại tư gia gia đình ông Trư bà Kiều tại xóm Mai Đào, xã Cao Ram, huyện Lương Sơn, tỉnh Quảng Bình. Một lần nữa xin được thay lời gia đình và kính chuyển lời mời cho phép Quang Sinh, người dẫn chương trình, xin được gửi tới toàn thể các cụ ông bà cô dì chú bác và các vị khách quý lời kính sức khỏe, hạnh phúc và một lời chào trân trọng nhất, và chúc cho buổi lễ thành hôn thành công tốt đẹp. Dòng bóng ca kính thưa quý vị, phải nói rằng yêu nhau thì chẳng quản xa gần, mà cầu không thể huyền cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lòng than, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Dòng bóng ca kính thưa quý vị, phải nói rằng tình yêu rất là đích thực, đơn giản nhưng thật gần gũi. Nó thể hiện sự gắn kết sinh sôi, đó là quy luật tạo hóa mà để con người nối dõi tông đường và mãi mãi về sau. Dòng bóng ca kính thưa thật quý vị, khi còn nhỏ thì Đinh Nhập và Huyền Quế đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, cô dì, chú bác và toàn thể hai bên gia đình. Sau khi lớn lên đã trưởng thành trên bước đường công tác và học tập, đôi bạn trẻ đã quen biết nhau, yêu nhau rồi thương nhau, và hai bạn đã quyết định chèo lái con thuyền tình của mình. Ngày hôm nay cũng đã neo đậu với bên bờ hạnh phúc. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019, gia đình đã tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho cô dâu chú rể, một ngày thật là đẹp trời và tuyệt vời. Dù có thời tiết còn nóng oi ả nhưng ta sẽ xích lại ngồi gần nhau để chúng ta cùng tham dự chương trình đại lễ thành hôn của Đinh Nghiệp và Huyền Quế. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, sau khi hai bạn cũng đã trở về với gia đình thứ ba thứ mẹ để nên duyên vợ chồng, và được sự đồng lòng đẹp ý của hai bên đình, được sự đồng ý nhất trí của chính quyền hai địa phương, ngày hôm nay hai gia đình đã tổ chức đại lễ thành hôn Đinh Nghiệp và Huyền Quế. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, với sự diện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có công các bà, cô dì chú bác, các vị khách quý hai bên gia đình, có toàn thể những người bạn của cô dâu và chú dì, và sự diện của tất cả quý vị là niềm hạnh.